Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, mỗi hành trình của một thế hệ thiếu nhi đều nhận được những tình cảm tốt đẹp, yêu thương của các thầy cô, nhất là những giáo viên tổng phụ trách đội. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự, những mong muốn và cả những suy tư mang bao khát vọng của những thầy cô giáo mang khăn quàng đỏ qua phóng sự sau đây. Cây số là quãng đường hàng tuần tôi đi về từ nhà lên tỉnh để cô giữ nghiệp vụ tin học. Mỗi tuần 2 buổi để kịp vào lớp lúc 7 giờ, tôi phải đi ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng. Luôn là người đến trường sớm nhất và là người rời trường muộn nhất. Nhưng chúng ta đều vui vì những ngày bình thường như thế. Những ngày sức khỏe dồi dào, trái tim nhiệt huyết để thực hiện sứ mệnh của người giáo viên tổng phụ trách. Trước mùa xuân, mọi ngày đều bình thường. Chắc hẳn các anh, các chị, các em tổng phụ trách trên cả nước đang theo dõi video clip này tại lễ tuyên dương cánh én hồng năm 2023 đều nhìn thấy bóng dáng của mình trong những hình ảnh vừa rồi, đúng không ạ? Các anh, chị em tổng phụ trách thân mến, giả sử chúng ta có một người bạn mới và người ấy hỏi chúng ta rằng làm tổng phụ trách là làm gì? Anh, chị em sẽ trả lời như thế nào cho dễ hiểu? Làm tổng phụ trách có phải là phụ trách tổng các công việc ngoài chuyên môn trong trường học không? Làm tổng phụ trách có phải dạy các em học sinh đánh trống đội, nghi thức chào cờ hay dạy các em cách tắt khăn quàng đỏ không? Làm tổng phụ trách có phải thầy cô tập hát, tập múa cho các em để đi thi văn nghệ không? Có lẽ là tất cả những việc trên. Có lẽ là tất cả những nhiệm vụ có thể gọi được bằng tên. Cũng có lẽ là tất cả những chuyện bé nhỏ đời thường mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải gọi tên chúng ra. Chúng tôi không phải là người giáo viên tổng phụ trách đội xuất sắc nhất. Chúng tôi không phải là những giáo viên tổng phụ trách hy sinh thời gian, công sức, tâm trí nhiều nhất. Thậm chí, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình đã hy sinh cho nhiệm vụ cao cả này. Chúng ta, tất cả giáo viên tổng phụ trách trên khắp mọi miền Tổ quốc đều là người được chọn. Chúng ta được chọn bởi lý tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng ta được chọn bởi tình yêu nghề mến dạ. Chúng ta được chọn bởi vì niềm tin của cấp lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp.
Tôi tin rằng đa phần các anh chị em tổng phụ trách đang theo dõi video clip này đều có những ngày đầu chập chững. Không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết bản thân, không biết điều gì để tìm tòi cho đúng hướng. Ai trong số chúng ta cũng từng tự thắp đuốc lên mà đi. Chỉ có ánh sáng lý tưởng của đội thiếu niên tiền phong dẫn đường. Rồi chúng ta tìm thấy nhau, học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ các học sinh ngây thơ trong trẻo. Có một câu nói rất hay mà tôi tâm đắc. Kỳ thực, trên mặt đất làm gì có con đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi. 25 năm trước, chưa có con đường dẫn vào trường. Thầy trò phải chèo xuồng, băng ruộng để đến trường. Nhưng con đường cũng chỉ là phương tiện để thầy trò đến với con chữ. Đi bằng gì không quan trọng, cứ đi rồi sẽ tới. Con đường của tôi cũng khởi đầu từ một vùng đất mới, một ngôi trường biên giới hẻo lánh. Chúng ta có thể chưa biết phải đi đường nào, nhưng chúng ta biết rõ đích đến khi đảm nhận nhiệm vụ của một giáo viên tổng phụ trách. Con đường tôi đi cũng lắm khúc quanh, từ một giáo viên tiểu học được phân công dạy dật cấp trung học cơ sở, sau đó được công tác 3 năm trong ngành giáo dục mầm non trước khi trở lại đúng môi trường tiểu học như ngày hôm nay. Trải nghiệm đó khiến tôi có cơ hội quan sát sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của học sinh ở nhiều cấp độ. Thành công của việc rèn luyện đạo đức học sinh là gieo mầm xanh nhân cách, và các em sẽ tự lan tỏa nhiều mầm xanh cho nhau. Cũng như hàng nghìn giáo viên tổng phụ trách trên cả nước, chúng ta được xét duyệt trao giải cánh én hồng vì tất cả lòng nhiệt huyết, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta không làm tất cả những nhiệm vụ này chỉ vì được khen thưởng. Và sau ngày hôm nay, chúng ta lại trở về những ngày bình thường mới, bên mái trường thân quen, bên những ánh mắt thân thương, tiếp tục nghĩ xem kế hoạch sắp tới làm sao để không lặp lại chính mình. Tiếp tục không được phép hài lòng với chính mình. Tiếp tục kiên trì với cung đường hàng trăm cây số để nâng cấp bản thân. Cùng với thế hệ măng non của đất nước khám phá thế giới, mở mang tầm mắt, mở rộng tâm hồn, nhân ái, sẻ chia. Tôn trọng sự khác biệt, hài lòng với phiên bản độc nhất của chính mình. Lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện. Giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi trong khu vực và thế giới vì quyền lợi của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc. Mọi điều phi thường đều bắt đầu bằng những ngày bình thường. Trước khi được vinh danh tại sự kiện trao giải cánh én hồng, chúng ta, tất cả giáo viên tổng phụ trách đều là những cánh én cần mẫn trên hành trình hướng đến lý tưởng chung. Xin dành lời tôn vinh cho tất cả giáo viên tổng phụ trách cả nước. Sau tất cả, xin gửi lời tri ân đến sự cảm thông, đồng lòng và tình yêu vô điều kiện từ hậu phương của các giáo viên tổng phụ trách. Nhân tố mang tên
gia đình.